Trong ngày 29 tháng 3, niệm Phật đường Bình An, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Sơn đã ra mắt mô hình sổ gạo tình thương tặng cho 7 hộ gia đình đặc biệt khó khăn và neo đơn trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Đại Đức Thích Huệ Đạt, trụ trì niệm Phật đường Bình An, phát động thực hiện với tinh thần hành Bồ Tát Đạo của một vị tu sĩ Phật giáo trong thời đại ngày nay. Theo nguyện vọng của Đại Đức Thích Huệ Đạt sẽ mở rộng chương trình này để mỗi tháng chùa sẽ tặng thêm gạo và mì cho 7 hộ gia đình được cấp sổ. Ngoài ra, Đại Đức còn có hướng muốn phát triển nhân rộng thêm nhiều hơn số sổ gạo tình thương để chia sẻ gánh nặng cùng địa phương và nhằm mục đích đem niềm yêu thương đến với muôn người. Chính quyền địa phương hoan nghênh và tán thán việc làm vô cùng ý nghĩa của Đại Đức trụ trì. Đây cũng là niềm vui và niềm tự hào cho Phật giáo đã góp tinh thần cộng sự, mang đậm tính từ bi của Đạo Phật, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật.